Chiều ngày 24 tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự thảo nghị quyết quy định hai nhóm chính, gồm nhóm các chính sách đã được quy định tại nghị quyết 54 và các nghị quyết cơ chế đặc thù đã được áp dụng các địa phương khác hoặc đang quy định tại các dự thảo luật trình Quốc hội. Nhóm các chính sách mới lần đầu tiên được quy định tại dự thảo nghị quyết với 4 nhóm vấn đề, gồm đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quy hoạch, tổ chức bộ máy thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức. Về thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các dự án đầu tư. Về cơ chế chính sách liên quan đến tài chính ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí quy định tại điểm A khoản này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố. Về tổ chức bộ máy chính quyền theo dự thảo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở An toàn Thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục An toàn Thông tin, thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Có 3 nhóm lừa đảo chính, giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các nhóm đối tượng, người cao tuổi với 15 hình thức lừa đảo thường xuyên, trẻ em có 3 hình thức dẫn dụ trên mạng, sinh viên thanh niên có 13 hình thức, các đối tượng công nhân người lao động nhân viên văn phòng bị dẫn dụ có 19 hình thức lừa đảo. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Chiều ngày 24 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, khẩn trương khắc phục khó khăn vướng mắc, đưa hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuận tiện cho người dân doanh nghiệp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ngày 24 tháng 6, Đồng Tâm Group, chủ đầu tư dự án cảng quốc tế Long An, xã Tân Tập, Cần Giuộc, tỉnh Long An, chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container. Trong giai đoạn tiếp theo, cảng quốc tế Long An thực hiện các thủ tục mở rộng quy mô 10 cầu cảng, trong đó có một cầu cảng chuyên khai thác hàng lỏng, khí hóa lỏng, 3 bến phao neo đậu tàu, một trung tâm đón tàu du lịch cỡ lớn, đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Khi hoàn thành, cảng có chiều dài liên tục bờ cảng lớn nhất Việt Nam 2.368m và tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ, gồm khu cảng, công trình kho bãi lên đến 1 triệu m2. Theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An, cảng quốc tế Long An đi vào khai thác, doanh nghiệp không còn phải vận chuyển nhiều lượt để đến những cảng xa hơn, giảm đáng kể chi phí logistics. Ngày 24 tháng 6, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả điều tra lộ đề thi môn tiếng Anh và xin ý kiến về phương thức xét tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đối với phương án tổ chức thi lại môn tiếng Anh cho 12 em học sinh có liên quan, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo tính toán lại cho phù hợp. Đồng thời, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan trong quá trình ra đề thi và để lộ dự thảo đề thi môn tiếng Anh theo quy định. Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở Kon Tum, đã xảy ra lộ bản dự thảo đề thi môn tiếng Anh. Theo đó, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản dự thảo đề. Có 12 học sinh liên quan đến vụ việc chụp bản dự thảo đề và chuyển cho bạn học trong nhóm kín. Ngày 24 tháng 6, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam Đặng Hoàng Huy, sinh năm 2000 và Huỳnh Tấn Khang, sinh năm 2002, ngụ thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy. Về hành vi cướp giật tài sản,
Huy đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, còn Khang phạm tội cố ý gây thương tích, bị xử phạt 9 tháng tù, đang chờ chấp hành án. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 4, hai đối tượng trên điều khiển xe máy. Khi đến đoạn thuộc khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, thì phát hiện một người đàn ông chở một phụ nữ có để túi xách ở giữa, nên điều khiển xe áp sát giật túi xách. Bên trong có 100 triệu đồng và một số tờ vé số trúng thưởng trị giá 30 triệu đồng. Giật được tài sản, hai đối tượng chia nhau tiêu xài, chơi game, mua xe máy, mua ma túy sử dụng. Ngày 24 tháng 6, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang khởi tố Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1993, Châu Chí Nhân, sinh năm 2001, Lê Khang Kỳ, sinh năm 2001, Nguyễn Thanh Quy, sinh năm 2003 và Ung Hoàng Nhật, sinh năm 2002, cùng ngụ địa phương, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Liêm khai, vào đầu năm 2017, cha của Liêm có cho anh Ngô Tắc Thuận, ngụ phường 2 thành phố Mỹ Tho, mượn 400 triệu đồng. Cuối năm 2017, cha Liêm mất. Sau đó Liêm nhiều lần đến nhà Thuận đòi tiền nhưng không gặp, do Thuận bỏ địa phương đi nơi khác. Đầu năm 2023, Liêm nhiều lần đến tiệm bán bánh ngọt của chị A, vợ cũ anh Thuận, trên đường Hoàng Việt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, yêu cầu người này tìm Thuận về trả nợ. Chị A liên lạc với gia đình Thuận và phía bên này hứa sẽ trả mỗi tháng 5 triệu đồng cho Liêm, cho đến khi hết tiền nợ. Nhưng Liêm không đồng ý và nhờ Nhân mua mắm tôm trộn với nhớt, cùng Kỳ, Nhật, Quy đem hai xô chứa chất bẩn để tạt vào tiệm bánh, buộc chị A tìm Thuận về trả nợ.